Rồi chào anh em, tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một chiếc Ducati. Đó, vào phần chi tiết nha, 110cc. Đó, phiên bản thể thao. Đó, một cặp liềng 5 cây này anh em. Đó, như một ông sao 5 cánh này. Phiên bản liềng lá trắng đĩa nhá. Đó, con này thì mới đăng ký đây thôi anh em. Đăng ký 2020 nha anh em nhá. Đăng ký biển thành phố luôn này. Đó, 59 nha anh em nhá. Lốp đã còn cực kỳ dày gai này. Đó, và phần chi tiết này, lốc máy này anh em. Đó, nói chung là xe đã đi qua 5 tháng rồi, những vấn đề chảy xước thì không thể nào tránh khỏi được đâu nha. Đó, máy móc là êm ru, tí mình nổ máy cho anh em mình tham khảo sau nhá. Đó, anh trước cũng vậy này, một cặp liềng 5 cây nhìn rất là đẹp, siêu hầm hố nhá. Đó, đồng hồ đồng huyết báo tất cả mọi thứ, bình xăng mới luôn này. Đó, dàn chân thì đang còn rất là đẹp anh em ạ. Đó, lốp liếc bình xăng. Đó, dàn chân, dàn sơn, dàn xi vẫn đang còn rất là ok anh em nhá. Đó, bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em mình tham khảo này. Cực kỳ êm luôn anh em nhá. Báo ga vẫn đang còn hoạt động này. Đó, đồng hồ báo ga vẫn hoạt động bình thường anh em nhá. Còi đèn đề xi nhan mọi thứ đều hoạt động bình thường hết. Đó, đèn này nha. Đó. Đó, xi nhan trái phải trước sau đều đầy đủ hết nhá. Đó, xe đang nổ máy anh em. Nổ máy cực kỳ êm luôn nhá. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc Ducati 110 này thì cứ bình luận hoặc alo cho mình nhá. Đó, rất là đẹp. Rồi anh em cần liên hệ nhá.